Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai ngay việc lấy ý kiến của phụ huynh học sinh về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 nhằm tránh tâm lý hoang mang lo lắng. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 mới đây. Theo đó do diễn biến dịch phức tạp, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ triển khai ngay việc lấy ý kiến của phụ huynh học sinh về việc tổ chức kỳ thi nhằm tránh tâm lý hoang mang, lo lắng ảnh hưởng tới kết quả thi của thí sinh. Các thí sinh diện F0, F1, F2 và khu vực phong tỏa sẽ tham gia thi đợt 2. Ông Hiếu cũng đề xuất triển khai xét nghiệm cho toàn bộ thí sinh tham gia thi, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên coi thi và tham gia ban chấm thi, ban in sao đề thi, ban làm phách Sở này cũng lên các phương án để kỳ thi diễn ra an toàn. Dự kiến ngày 30 tháng 6, ngày cuối thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ có quyết định về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.